Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn là cách xóa phông nền của video trên ứng dụng CapCut. Video dành riêng cho những bạn nào chưa biết, bạn nào đã biết rồi thì bỏ qua giùm mình. Trước tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái phông nền. Rồi, bây giờ mình mở CapCut lên nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn mở CapCut lên nè. Ở đây thì các bạn chọn dự án mới. Tiếp tục các bạn chọn video của các bạn ha. Các bạn nhấn vào chữ thêm nè. Rồi, bây giờ các bạn ấn vào cái video nè. Tiếp tục các bạn chọn là cắt ảnh. Ở phần cắt ảnh này các bạn chọn xóa nền. Ở đây các bạn nhấn vào dấu tích. Rồi, nền đã được xóa. Các bạn ấn vào cái vùng trống nè. Tiếp tục các bạn chọn là bản vẽ. Ở đây thì các bạn chọn là phông nền. Tiếp tục bạn nhấn vào chỗ dấu cộng nè. Tìm cái bức ảnh của mình ha. Rồi, vậy là xong ngay các bạn. Rất là đơn giản. Rồi ha, video mình xin tạm dừng ở đây. Chúc tất cả các bạn thành công. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.